là gì? Thứ nhất là nêu được những nguyên nhân chính gây ung thư đại tràng, mô tả được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh, trình bày được tổng quát các điều trị cấp về ung thư đại tràng. Thế thì những như các bạn đã biết là những cái về ung thư đại tràng ấy, thì là một trong những cái ung thư mà khá phổ biến ở trên thế giới. Có bạn nào tắt mic đi, như để ồn quá. Tôi cho là một trong các ung thư mà khá phổ biến. Thì ở Việt Nam ấy, thì ung thư đại tràng cũng là một trong những loại ung thư đại trực tràng ấy, là nằm trong 10 cái loại ung thư thường gặp, và lại là cái xu hướng nó đang có gia tăng, và đối với cả hai giới thì nó đứng ở cái mức ung thư gọi là đứng thứ 6 của cả hai giới. Như các bạn thấy là cái chế độ ăn của chúng ta ấy, ví dụ như là những cái người mà cái chế độ ăn nó nhiều thịt ít rau, mà cái xã hội của chúng ta bây giờ lại những cái chế biến đồ ăn muối này, gọi là những cái đồ lên men lên mốc này, hoặc là ăn những cái đồ thức ăn nướng rồi nhiều này, hoặc những cái thức ăn mà bây giờ nó quá nhiều đạm, nó ít rau, thì những cái đấy nó cũng là những cái thói quen ăn uống nó cũng gây nên tăng cái tỷ lệ ung thư đại trực tràng. Và lại là bây giờ thì cái khả năng mình chẩn đoán nó cũng tốt hơn, nên người ta thấy là ví dụ như là bây giờ chúng ta ăn thì càng ngày càng nhiều những cái hóa chất hoặc những cái nguy cơ của chúng ta, nhiều khi chúng ta khó kiểm soát được những cái loại từ những cái nguồn xả thải này, rồi tẩm ướp hóa chất này, rồi là cách chế biến đồ nướng. Thế nên cái chế độ ăn nó cũng làm cho cái nguy cơ nó càng ngày nó càng tăng. Thế và như các bạn thấy, một số những loại ung thư thường hay gặp, ví dụ như là ung thư gan, ung thư phổi, nam giới thì tiền liệt tuyến, rồi nữ giới thì là ung thư vú, và sau đó là các dạng ung thư của đường tiêu hóa. Thì trong đó thì hoặc ung thư tuyến giáp. Thế nhưng chúng ta thấy cái ung thư đại trực tràng ấy là một trong những cái ung thư mà khá thường gặp. Mà ở Việt Nam thì những cái tỷ lệ gần đây, chúng ta có nhiều khu công nghiệp, rồi chúng ta có nhiều khu mà người ta sử dụng hóa chất ấy. Rồi các bạn sẽ thấy ở Việt Nam rất là nhiều nơi nào những cái làng ung thư. Thế thì không phải là ung thư đại trực tràng, mà các loại ung thư nó đều có xu hướng nó đang tăng lên. Nhưng mà ung thư đại trực tràng thì cũng là một trong những cái loại mà ung thư mà chúng ta khá hay gặp ở trên lâm sàng. Và những cái này thì như chúng ta xem những cái người ta gọi là về giải phẫu ấy, thì nó có đại tràng lên, đại tràng ngang và đại tràng xuống, và có cái đoạn đại tràng sigma và phần trực tràng. Và cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy là cái hình ảnh của cái khối ung thư ở trong cái lòng đại tràng. Thế đấy là người ta gọi là khái quát lên để cho các bạn thấy là nhiều khi là đối với những cái ung thư trực tràng ấy, thì thường người ta sẽ cố gắng để người ta dựa vào lâm sàng và những cái triệu chứng lâm sàng, thậm chí nội soi hoặc là những cái marker ung thư, để chúng ta cố gắng chúng ta chẩn đoán sớm những cái ung thư của đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Thế thì một số những cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Nguyên nhân thì những cái yếu tố nguy cơ và nguyên nhân thì như mà tôi vừa chia sẻ, các bạn thấy là cái yếu tố thứ nhất là những yếu tố về dinh dưỡng. Thế yếu tố dinh dưỡng thì chúng ta thấy ung thư đại trực tràng liên quan rất nhiều đến cái chế độ ăn mà nó nhiều thịt, nhiều mỡ động vật, ít chất xơ và thiếu các loại vitamin. Thì đấy là những cái yếu tố mà nguy cơ nó gây nên ung thư đại tràng. Hai là một số những cái chất mà gọi là cái hóa chất đó, giống như là những cái benzopyrene hoặc là nitrosamine. Đấy là một số những hóa chất mà có thể gây nên cái yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng. Đấy là cái về cái thứ hai là những cái yếu tố mà tổn thương mà tiền ung thư. Cái này thì chúng ta sẽ hay để ý hơn và hay gặp ở trên lâm sàng hơn, là một số những cái bệnh nhân mà người ta hay bị viêm đại trực tràng chảy máu đấy, hoặc là đi ngoài phân máu, hoặc là một số những cái người bị những bệnh viêm lách ở đại tràng, viêm trực tràng chảy máu đấy, bệnh Crohn, hoặc là đặc biệt là cái mà rất thường gặp ở trên lâm sàng là những cái polyp đại tràng, sau đó là ung thư hóa. Có rất nhiều người có những cái cơ địa là có cái polyp ở đại tràng, thậm chí là có những cái người mà người ta gọi là rất nhiều polyp, cắt hết đợt này thì nó lại ra đợt khác ở những cái người đấy. Và nhiều những cái này là nhiều khi nó có tiếp theo cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà yếu tố mà về di truyền, thì cái này cũng là một yếu tố khá quan trọng. Những cái hội chứng mà ung thư đại tràng di truyền để có tính chất gia đình để, và những cái nhiều gia đình lại có những cái người ta gọi là đa polyp để, hoặc là những cái hội chứng mà những liên quan đến những cái yếu tố
mà về gen và di truyền, và trong những cái bệnh ấy thì những cái về đại tràng, thậm chí có những gia đình có tính chất gia đình cả những ung thư khác về đường tiêu hóa, kể cả dạ dày chứ không riêng gì là đại tràng. Đấy, một số những yếu tố khác mà các bạn có thể gặp ở trên lâm sàng mà chúng ta thấy là một số yếu tố khác, những yếu tố thuận lợi, rõ ràng là tuổi cao hơn thì cái nguy cơ ung thư nó cũng sẽ cao hơn. Người ta bắt đầu để ý và người ta có thể phải theo dõi ở những cái bệnh nhân mà tuổi trên 40 là những nguy cơ về ung thư nó đã rõ hơn lên, và những cái lứa tuổi càng cao thì người ta thấy là càng cái nguy cơ nó càng cao lên. Ví dụ như là ở những cái bệnh nhân là đa số là ở cái lứa tuổi khoảng 6-70 tuổi là những cái nguy cơ về ung thư đại trực tràng người ta có thể phát hiện được. Và ở dưới những cái bệnh nhân mà dưới 40 tuổi thì cái tỷ lệ nó rất là nhỏ, nó khoảng dưới 5%. Thế thì người ta chỉ nhận thấy là những cái ung thư ở đại tràng phải thì nữ nhiều hơn nam. Đấy, còn ở những vị trí khác thì tương đương về hai giới. Thực sự là cái nguyên nhân mà khi mà tôi đọc thì tôi cũng không rõ được một cách chính xác là nguyên nhân tại sao ở nữ lại nhiều hơn nam. Mà đấy là các nhà lâm sàng người ta thường nhận thấy những cái hơi khác biệt như vậy. Và ở những cái bệnh nhân mà bị xạ trị thì cái nguy cơ ung thư nó cũng sẽ cao hơn. Hoặc những bệnh nhân mà đã có tiền sử mà cắt đại trực tràng thì cái nguy cơ người ta cũng thấy ở những bệnh nhân này cũng nguy cơ mà gây ở gặp ở bệnh nhân ung thư nó cũng sẽ cao hơn. Tôi xin lỗi, tôi nói như thế lớp mình có nghe được không? Dạ có. Ok ok, thôi các bạn chỉ có nghe nhé. Thế cái đến lâm sàng thì các bạn để lâm sàng ở những cái bệnh nhân mà ung thư thì các bạn sẽ thấy là những cái triệu chứng cơ năng. Khi những cái bệnh nhân triệu chứng cơ năng mà khi bệnh nhân chúng ta, tôi nói thật sự là cái gọi là bệnh về đại tràng là cái bệnh rất rất gặp ở trên, hay gặp trên lâm sàng. Khi mà chúng tôi gọi là khi ngồi những khám bệnh nhân nội khoa ấy, thì thấy những bệnh dạ dày, trào ngược là cái hay, cũng là một trong cái hay gặp nhất. Sau đó thì là đến những cái liên quan đến đại tràng. Đại tràng thì từ những cái chuyện mà người ta rối loạn lưu thông ruột, bệnh nhân hay bị táo bón và nghĩa chảy, hoặc có những người người ta gọi là tôi hay có rối loạn đại tràng, nghĩa lúc thì táo, lúc thì phân táo, lúc thì phân lỏng, thế và lúc thì đau bụng, cứ chào buổi sáng thì phải bằng một trận là ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh đã, sau đó thì là nó cứ đau bụng xong là nó đi ngoài. Và người ta sẽ thấy là những cái đợt mà táo hoặc là lỏng, nghĩa là nó rối loạn cái sự co bóp, lúc thì nó bóp rất mạnh là bệnh nhân nghĩa chảy, có những lúc thì nó rối loạn cái sự lưu thông, nghĩa là nó có bóp kém, thế bệnh nhân thì người ta không có cái cảm giác buồn đi ngoài, phân táo đến 2-3 ngày, thậm chí có bệnh nhân mà đến cả tuần người ta mới đi ngoài một lần. Đấy, và có một cái triệu chứng mà người ta rất hay để ý và người ta rất hay hỏi bệnh nhân là cái triệu chứng đi ngoài ra phân có máu. Đấy, phân nhầy máu thì các bạn sẽ phải thấy là nó có những tình trạng viêm mãn tính hoặc là viêm chảy máu. Và cái phân đỏ này thì để các bạn sẽ phải thấy cái cách chúng ta phân biệt là như này. Những cái phân nào mà nó ở đại tràng thì thường nó hay có nhầy, có máu. Còn nếu như là khi mà bệnh nhân của chúng ta mà bị trĩ thì thường cái máu nó hay chảy ra cái đoạn cuối, nghĩa là khi sau khi phân cứng nó ra, nó qua rồi thì đến cái đoạn sau là nó mới tì vào những cái giãn tĩnh mạch ở trực tràng ấy, thì lúc đấy người ta mới chảy máu thì có một ít phân đỏ ở cuối bãi. Còn đối với những cái bệnh nhân này thì phân nó nhiều khi nó lẫn lộn cả vào và phân nó có lẫn nhầy của đại tràng, thì đấy là một cái triệu chứng rất là gợi ý và cũng khá hay gặp ở những cái bệnh nhân mà bị ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân của chúng ta sẽ có đau bụng. Thế thì người ta gọi là u đại tràng phải thì đau kiểu colic, còn đại tràng trái thì đau kiểu tắc ruột. Thì cái kiểu colic có nghĩa là gì? Thì thường là nó đau cơn này xong lại đi rối loạn này, đi ngoài này. Thế thì và u đại tràng trái thì kiểu tắc ruột là gì? Là nó theo kiểu như táo bón ấy, nó tắc lại. Và cái đặc biệt của nó nghĩa là có cái về cấu tạo, về giải phẫu, về cái phần đại thể tôi sẽ giải thích với các bạn. Nhưng có nghĩa là đại tràng phải thì thường hay là rối loạn tiêu hóa này, ỉa chảy này, rồi đau bụng này, phân này kiểu như lị này, hoặc là phim phân có nhầy máu này. Còn đại tràng trái thì nó đau theo kiểu giống như là tắc ruột ấy, nghĩa là đau cơn này. Thế thì sau đó là phân thì nó nghĩa là nó đau cơn, sau đó nó hay có những biểu hiện tắc ruột do là phân nó dắt lại ở cái đại tràng bên trái. Thế thì còn những cái u của vùng đại tràng sigma thì vùng bệnh nhân có đã đau hạ vị và kèm theo đi ngoài
rất nhiều lần. Nhưng tất nhiên là đây là người ta mô tả một cách tương đối thôi, chứ còn trên lâm sàng thì phải nói thật sự là nhiều khi bệnh nhân của chúng ta chỉ cần đi ngoài ra phân máu hoặc là người ta rối loạn cái sự co thắt thì chúng ta đã có thể định hướng và cho bệnh nhân soi rồi. Trước kia thì người ta phụ thuộc quá nhiều vào cái chuyện lâm sàng, nhưng bây giờ rất may là chúng ta có rất nhiều những cái thăm dò hỗ trợ và để chẩn đoán sớm, và những cái ngay từ khi mà bệnh nhân có polyp người ta đã cắt rồi hoặc là có những nguy cơ người ta đã phát hiện được sớm rồi. Chúng ta vừa có nội soi, vừa có chụp chiếu và vừa có những xét nghiệm về mắc cơ ung thư để chúng ta có định hướng là giúp cho bệnh nhân chẩn đoán sớm. Thế cái tiếp theo là những cái triệu chứng chúng ta có thể gặp, đấy là những cái biến chứng của u như là tình trạng ván tắc ruột hoặc là tắc ruột, thậm chí là những cái khối u nó ăn ra ngoài thành đại tràng ấy, nó gây thủng và gây viêm phúc mạc, là một số những cái triệu chứng do di căn xa mà chúng ta bệnh nhân của chúng ta có thể sờ thấy là tự nhiên lại thấy cái hạch ở cổ chẳng hạn, ở vùng thượng đòn chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân chướng bụng do tình trạng mà nó ung thư di căn đến gan chẳng hạn, xong gây cổ chướng, có nghĩa là những cái dấu hiệu mà lúc đấy thì nó cũng muộn rồi. Thế thì cái mà để triệu chứng ở toàn thân chúng ta có thể gặp là bệnh nhân là lúc đấy nó có những cái hạch ở cổ, vùng cổ, thế bệnh nhân thiếu máu, gầy sút hoặc là suy nhược. Thật sự là đối với những cái khá nhiều những cái bệnh nhân của chúng ta thì người ta có thể là một là có rối loạn tiêu hóa, hai là có phân loại máu, hoặc là một số bệnh nhân mà khi mà người ta tự nhiên người ta thấy gầy sút thì người ta có thể gầy sút đến 5 7 cân, thậm chí đến 10 cân trong vòng vài tháng, 2 đến 4 tháng. Thì khi người ta đã tự nhiên người ta thấy tình trạng gầy sút thì người ta đã sợ là ung thư rồi. Còn ung thư ở đâu thì nó tùy theo cái định hướng từ những chuyện nếu mà thấy khó thở hoặc là đau bụng hoặc là rối loạn tiêu hóa để người ta có thể định hướng cái vị trí ung thư hoặc là vị trí di căn để người ta tìm hoặc là người ta thấy khó chịu. Còn có những cái người thì người ta không không có những dấu hiệu lâm sàng không cụ thể lắm mà người ta chỉ thấy là người ta gầy sút thôi. Thì có một số những bệnh nhân mà đến với chúng ta thì có thể lúc đấy chỉ là tình trạng bệnh nhân gầy sút, sụt cân và người ta chủ động người ta đi khám. Thì từ những cái lâm sàng, từ những tình trạng gầy sút mà chúng ta có thể định hướng, chúng ta sờ hạch. Thế các bạn mà học thì rồi chúng ta sẽ thấy có những cái nó quá nhiều cái mức phức tạp, từ có thể là ung thư ở dạ dày, đại tràng, thậm chí sút cân ở những bệnh nhân bị tiểu đường cũng được, người ta cũng sút cân. Hoặc những bệnh nhân bị bazodo chẳng hạn, cái chuyển hóa cơ bản nó rất là cao nên là bệnh nhân cũng bị sút cân. Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh những cái sút cân này thì nó sẽ có những cái chỉ gọi là cái triệu chứng chỉ điểm gợi ý, ví dụ bệnh nhân của chúng ta là sẽ đau bụng chẳng hạn. Đấy, hoặc là đau bụng theo kiểu như là đại tràng, nghĩa là đau này, mót dạng này, phân máu chẳng hạn. Hoặc là có những cái người mà gia đình người ta có những cái người mà đã từng bị ung thư đại tràng, thì những cái này là những cái mà rất là gợi ý để cho chúng ta khi trên lâm sàng mà chúng ta đi chúng ta khám bệnh nhân. Đấy, và có những một số những bệnh nhân mà người ta đến muộn quá vì điều kiện người ta không có điều kiện tiếp cận với lại chăm sóc y tế, hoặc là người ta chủ quan, hoặc là vì một lý do gì đấy người ta lẫn lộn chẳng hạn, người ta không không ấy, thì các bạn có thể gặp những cái triệu chứng suy nhược. Tuy nhiên thì bây giờ thì những cái này nó cũng không nhiều ở trên lâm sàng, đa số là người ta cũng được chăm sóc sớm, và lại bây giờ nhiều khi nó còn hơi bị lạm dụng cái chuyện nội soi. Có những bệnh nhân có đại tràng thì ít hơn, nhưng mà cái lạm dụng mà để soi dạ dày thì chúng tôi còn gặp là nhiều hơn. Có bệnh nhân cứ mấy tháng lại đi soi một lần, người ta bị ám ảnh bệnh. Đấy, bác sĩ, kể cả bác sĩ mà có những cái nơi thì người ta gọi là hơi lạm dụng, bác sĩ chỉ định nhiều, nhưng có những nơi thì là bệnh nhân người ta lo lắng quá, mình không cho chỉ định người ta vẫn còn cứ xin để người ta làm. Đấy, cái mà khi nội soi thì các bạn có thể thấy hình ảnh nội soi. Nội soi thì thường là qua ống mềm. Nội soi dạ dày thì người ta soi từ trên miệng xuống, còn nội soi đại tràng thì người ta lại phải soi từ dưới hậu môn lên. Nhưng mà đối với khi soi đại tràng ấy thì người ta sẽ phải uống cái thuốc tẩy từ trước, cái Fortran người ta uống có thể ví dụ như là 3 lít hoặc 4 lít bệnh nhân uống, sau đó là khi người ta uống xong thì là cho nó sạch phân, sau đó người ta soi. Thì đây là một cái thăm dò rất là quan trọng trong chẩn đoán. Khi chúng ta soi chúng ta có thể thấy được là thứ nhất là vị trí bị ở đâu, đặc điểm cái khối u này như thế nào, có sùi hay chảy máu hay là có cái gì đấy bất thường hay là mình nhìn thấy. Để và các bạn sẽ phải thấy là khi mà chúng ta những cái thăm dò mà nội soi này
thì vì là bệnh nhân chúng ta phải uống thuốc tẩy cho nó sạch phân. Thế nên là chúng ta phải lưu ý đối với một số những trường hợp mà không chẩn đoán nó người ta sợ rằng mình sợ tắc ruột ấy, thì không phải lúc nào mà chúng ta cũng cho bệnh nhân uống gọi là quá nhiều được. Và với những cái này soi thì soi đại tràng thì rất đau, nên là chúng tôi thường phải soi gây mê, ít khi người ta cho soi sống, bởi vì đấy là một cái thăm dò đau các bạn ạ. Thế thì khi mà để các bạn sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái khối u, thậm chí những cái mà nó sùi như là hoa súp lơ này, xong rồi nó thậm chí nó loét, nó chảy máu, nghĩa là những cái khối này nó to, nhiều khi các bạn nhìn thấy nó gần như nó lấp cả cái lòng ruột của bệnh nhân. Đấy, với những cái này thì triệu chứng thường là nó cũng trầm trọng, và những cái khối mà nó ăn to như thế này thì cái chuyện mà nhiều khi là bệnh nhân lại vào lại phải chỉ định là về mổ do tắc ruột. Cận lâm sàng thì ngoài cái chuyện thứ nhất là cái chuyện mà chúng ta nội soi, cái thứ hai mà chúng ta sẽ phải làm đấy là ví dụ như là X-quang bụng mà không chuẩn bị. Thế thì những cái X-quang bụng không chuẩn bị thì trong những cái trường hợp mà trong cấp cứu đấy, hoặc là những người bệnh nhân mà có những biến chứng mà tắc ruột hoặc là thủng ruột, thì nhiều khi là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chẩn đoán được ngay những tình trạng ung thư đại tràng. Nhưng mà nếu có tình trạng bụng ấy, mà khi chúng ta chụp X-quang bụng ấy, thì nếu như trong những chẩn đoán thì thông thường thì cũng ít khi chúng ta sử dụng cái này, nhưng mà trong một số những cái mà chúng ta trong cấp cứu, hoặc là ví dụ khi bệnh nhân mà có biến chứng tắc ruột, khi chụp bụng không chuẩn bị, các bạn có thể thấy những cái gọi là những cái bóng gọi là mức nước mức hơi ấy, đấy, ở trong đấy. Hoặc là nếu mà khi mà bệnh nhân bị thủng ruột thì các bạn có thể thấy những cái hình ảnh người ta gọi là hình ảnh mà cái viền mà khí nó ở trên cái vòng hoành bên phải. Có thể đấy là ví dụ, tất nhiên là thủng thì đại tràng, những cái thủng ruột thì chúng ta thấy là ngoài ra thì nó còn có những cái triệu chứng lâm sàng khi chúng ta khám bụng, chứ không phải hoàn toàn là chúng ta phụ thuộc vào những cái hình ảnh này. Còn nếu như khi mà chúng ta có điều kiện chúng ta chụp CT thì chúng ta sẽ thấy đánh giá những cái tổn thương hoặc là của những cái tổn thương của u đại tràng và di căn xa. Đấy, vai trò tương tự như là siêu âm, nhưng mà là cái độ nhạy nó cao hơn. Thì với những cái trường hợp khó thì thường là những cái mà chụp CT và thậm chí là chụp MRI là những cái mà rất 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 tốt trong cái định hướng những cái khối u của đại tràng. Đấy, nhưng tuy nhiên thì tôi phải nói thật sự là cái chụp CT hay chụp MRI mà đặt cái ổ bụng này là cái rất là khó. Toàn phải là các bác sĩ mà rất là có kinh nghiệm để đọc, bởi vì các bạn sẽ thấy là trong ổ bụng chúng ta quá nhiều tạng, đấy, quá nhiều những cái mà nó có thể lẫn, có những cái mà đến khi đọc lại mình mới thấy là cái đấy đã có tổn thương rồi, nhưng mà khi mình đọc thì trong cái đầu mình nó không định hướng cần tìm cái gì thì vẫn có những tổn thương mà mình có thể bị bỏ sót. Đấy, thế thì đấy là CT và MRI là những cái rất là tốt mà cho hỗ trợ nhiều cho bác sĩ điều trị, để chúng ta sẽ đánh giá cả cái tượng gọi là có u này hay không này, có di căn hay không này, thậm chí đặc biệt là những cái MRI là những cái chẩn đoán là di căn và những cái tổn thương đánh giá tại chỗ, thì cái CT và MRI rất là tốt. Và trong một số trường hợp đặc biệt là ung thư thì người ta phải sử dụng ví dụ CT nhưng mà phải bơm cái chất cản quang, hoặc là MRI này phải tiêm đối quang từ, thì nhiều khi những cái tổn thương gọi là nó gọi là tăng sinh mạch thì người ta sẽ thấy rõ hơn. Đấy, còn cái tiếp theo cái là siêu âm. Siêu âm thì đánh giá những cái tổn thương tại gan, tại ổ bụng. Tất nhiên là cái độ nhạy và cái độ đặc hiệu thì nó không bằng chụp CT hoặc là chụp MRI. Thế nhưng mà siêu âm nó lại là một cái mà rất là tiện lợi, có thể gọi là nhiều nơi làm được. Và những cái đưa bệnh nhân đi, hoặc là thậm chí chúng ta ở những cái khoa người ta có thể có những cái máy siêu âm tại giường. Tuy nhiên thì tôi phải nói thật sự là những cái mà đánh giá siêu âm mà đánh giá về ung thư hoặc là di căn ấy thì vẫn phải là những cái máy mà siêu âm mà cái độ phân giải nó rất là cao, và những cái bác sĩ có kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn hẳn. Tuy nhiên thì cái siêu âm này nó rất là gọi là nó rất dễ làm, gọi là cái máy ấy, nó rất cơ động. Thế còn CT MRI thì nhiều khi bệnh bệnh nhân của chúng ta nặng quá, hoặc là ví dụ như là chụp CT thì có thể là có 5-10 phút, nếu tiêm cản quang có thể là nhiều hơn một chút. Nhưng mà các bạn có biết là những cái chụp MRI này thì nằm trong máy có khi phải đến cả gần nửa tiếng ấy, rất là lâu. Nên có những cái máy mà cũng đợt mà có những cái bệnh viện lớn ấy, nhiều khi người ta còn quá tải chụp máy nóng, còn người ta một ngày
chúng tôi có những cái bệnh nhân mà hẹn chụp đến 8 giờ tối, nghĩa là chụp cả ngày đến tận tối luôn, tận đêm luôn, nhiều kinh khủng luôn, bệnh nhân rất đông. Thế cái tiếp theo nữa là siêu âm qua nội trực tràng. Đấy, nếu như là gọi là siêu âm nội soi đấy, thì cái đấy là quá tốt. Đấy, thì để nhiều khi người ta đánh giá ra cái mức xâm lấn ung thư hoặc là di căn những cái hạch mạc treo, thì những cái đấy thì phải là những cái chuyên khoa sâu hoặc những chuyên khoa người ta gọi là thăm dò chức năng hoặc là nội soi tiêu hóa, thì người ta sẽ có những cái can thiệp mà tùy theo cái tình trạng bệnh nhân của chúng ta. Còn những cái tiếp theo nữa là để về y học hạt nhân, thì những cái này thì để gọi là các bạn biết một cách tương đối thôi, thì thường là người ta hay chụp của hình gọi là xạ hình đấy, hoặc chụp phóng xạ đấy, để người ta đánh dấu, người ta gọi là chụp SPECT đấy, để phát hiện là xem cái khối u đấy là u nguyên phát hay là những cái tổn thương đã di căn đấy, hoặc là có những cái người ta gọi là chụp PET hoặc là PET CT, thì thường là người ta đánh dấu bằng những cái này là đánh dấu bằng đường fructo 18 để người ta đánh giá những cái u nguyên phát hoặc là những cái di căn hạch, di căn xa, thì những cái này đánh giá giúp cái chẩn đoán giai đoạn bệnh rất là tốt, mô phỏng và lập kế hoạch xạ trị. Đấy, thì những cái máy này hoặc là chụp xạ hình SPECT đối với để đánh giá di căn xương và di căn gan, tất cả những cái máy mà của y học hạt nhân này thì thực sự là rất hữu ích. Tuy nhiên thì những cái này là những cái thăm dò khá đắt tiền. Đấy, ví dụ những cái PET CT thì thậm chí là có thể lên gần 30 triệu, 28 triệu bao nhiêu ấy. Đấy, tuy nhiên thì những cái này thì thường chỉ ở những bệnh viện rất là lớn, nghĩa là một cái lần mà chúng ta làm xét nghiệm cho bệnh nhân này thì là chụp PET ấy, nó lên tới hơn 28 triệu. Để các bạn sẽ thấy là những cái mà thăm dò về y học hạt nhân này nó rất hữu ích, nhưng quả thật là nó rất tốn kém và không phải chỗ nào cũng làm được, nhưng mà người ta có thể chẩn đoán được, thậm chí có thể chẩn đoán được, xác định được cả một số những vị trí di căn thông thường, thậm chí hoặc là có những cái người ta gọi là xạ hình xương để người ta xem là cái khối ung thư đấy nó đã di căn vào xương hoặc là những cái ổ chỗ nào rồi, và có những loại mà xạ hình để cái hỗ trợ cái tổn thương gan. Đấy, nhưng mà những cái máy này ở chỗ chúng tôi thì rất không may là trong một cái số cái chuyện của bệnh viện Bạch Mai, một số máy lại bị niêm phong lại nên không được sử dụng. Thật sự là bệnh nhân là người thiệt thòi nhất. Tất nhiên là có những chuyện sai, nhưng mà quả thật là những cái này giúp cho rất rất nhiều người. Đấy, người ta có cơ hội người ta được cấy, nhưng mà bây giờ một số máy đấy thì đã bị block rồi, đã bị niêm phong, nên là những cái bệnh nhân thì người ta cũng không được hưởng lợi từ những cái máy y học hạt nhân này. Và lại bây giờ thì có vẻ tất cả ngành y tế đang rất là vất vả, là nhiều khi những cái kỹ thuật này cũng không được được chia sẻ một cách phù hợp. Còn cái xét nghiệm sinh hóa và huyết học thì những cái xét nghiệm mà những cái chúng tôi gọi nôm na là các marker ung thư. Đấy, marker ung thư đường tiêu hóa, ví dụ là CEA hoặc là CA19-9. Thậm chí chúng tôi thường thì chúng tôi sẽ làm cả một cái bộ là CEA này, CA19-9, CA724. Đấy, thì của một số cái đường tiêu hóa, alpha ST là của ung thư gan, thì phối hợp với một số những phương pháp khác để chúng ta chẩn đoán và theo dõi ung thư. Đấy, thì nhiều khi thì những cái mà chúng tôi mà cho kiểm tra ấy, thì ở những người có nguy cơ, ví dụ như là gia đình người ta có người ung thư đại tràng, thế hoặc những người mà có polyp ấy, thì ngay từ khi xét nghiệm máu mình đã chỉ định cho người ta để xét nghiệm những cái này rồi. Những cái này thì nó cũng là những cái xét nghiệm mà hỗ trợ tốt, nhưng mà các bạn sẽ phải hiểu là nếu như cái này tăng thì chúng ta cố gắng đi tìm. Thế nhưng những cái này ung thư, có những lần bệnh nhân ung thư thật nhưng mà những cái này nó không tăng, nhưng mà tăng thì chúng ta cố gắng đi tìm. Đấy, thì đấy là để một vài cái gợi ý để chúng ta trên lâm sàng chúng ta có thể đồng hành cùng bệnh nhân. Một số những cái xét nghiệm huyết học và hóa sinh để đánh giá toàn trạng người bệnh. Đấy, rồi xét nghiệm máu ở trong phân để xem là, nhưng mà xét nghiệm xem là bệnh nhân có đi ngoài phân máu không. Nhưng các bạn thì phải lưu ý chế độ ăn để phân biệt. Ví dụ như ăn người ta ăn tiết canh chẳng hạn, thì những cái đấy là chúng ta phải lưu ý. Và những cái thức ăn mà ví dụ như là người ta chế biến từ cái có tiết chẳng hạn, thì mình phải lưu ý để tránh những cái chẩn đoán nhầm. Thế những mô bệnh học thì thôi, thì các bạn chỉ nghe để mình gọi là có một khái niệm rất là tương đối thôi. Khi làm mô bệnh học ấy, thì để làm gì, để người ta xem là cái giai đoạn đấy là giai đoạn nào, đã xâm lấn chưa, đã đến đánh giá cái di căn hạch chưa, và cái hạch này ở vị trí nào, để quyết định là điều trị
cái cách điều trị thôi, chứ còn thì để đánh giá luôn những cái này thì người ta từ độ mô học này, giai đoạn này, di căn hạch này, rồi cái loại ung thư gì, thì đấy là những cái về mô bệnh học, mà thực sự là những cái đấy để sau khi mà người ta xét nghiệm cái loại mô bệnh học ấy, để người ta xem là cái giai đoạn đấy, và cái giai đoạn đấy thì hoặc là cái loại đấy thì cái loại hóa chất nào đó phù hợp, thì cái đấy nó gọi là chuyên rất là sâu về về giải phẫu bệnh rồi, thì hoặc là về chuyên sâu về ung thư rồi, để khi nào mà các bạn làm cái chuyên ngành ung thư thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Có một cái tiếp theo là phân tích gen để người ta xem những cái có những cái đột biến hay không, và còn về đại thể của những cái mà về ung thư đại tràng thì người ta làm gì, người ta xem là cái những cái tính chất của u, từ cái khối u là có dạng u sùi loét hay là dạng thâm nhiễm cứng. Đấy, thì cái dạng sùi là gì, dạng sùi thì người ta hay thấy ở đại tràng vùng bên phải, thì cái u sùi nó to, nó lổn nhổn như bông cải, bề mặt thì nó có cái chỗ loét và dễ chảy máu, và loét thì thường nó có kết hợp cả thể sùi và thể loét. Còn một cái thể tiếp theo là hay gặp ở đại tràng bên trái là nó thâm nhiễm cứng, là cái u nhỏ nó phát triển nó lại theo kiểu chu vi, nghĩa là nó vòng xung quanh cái chu vi cái đại tràng ấy, và nó thắt lại, nó ở vòng nhẫn, nên nó thắt lại cái dạng vòng nhẫn, tí tôi sẽ chỉ ở trên hình ảnh để các bạn dễ hình dung. Và chính vì cái thắt như thế nó hay gây hẹp cái lòng và gây tắc ruột của bệnh nhân. Đấy chính là cái mà triệu chứng mà lúc nãy tôi giải thích ấy. Đây, như các bạn sẽ thấy ở trên cái hình ảnh này, nghĩa là ở đại tràng phải ấy. Cái này là cái dạng mà gọi là nó sùi, nó lép, nó như cái súp lơ ấy. Đấy, thì cái này thì thường hay gặp ở trên đại tràng phải. Thế còn cái đại tràng trái thì thế vì là cái lòng của cái đại tràng trái này thường nó cũng nhỏ hơn là cái đại tràng phải, và các bạn sẽ thấy là cái thể mà thể vòng nhẫn ấy, là đấy là nó sùi xong nó cứng cái thành này lại nên nó gây hẹp, và chính như thế nên là bệnh nhân này hay bị tắc ruột này, phân thì táo này, bởi vì cái lòng ruột nó bị hẹp lại. Đấy là hai cái thể mà chúng ta hay gặp ở trên lâm sàng. Thế còn thì tất nhiên là trên bề mặt này nó có thể sùi loét, mà nó có thể chảy máu đấy, thì nó tùy theo cái mức độ của cái tổn thương có do ung thư. Đấy, thì khi phân tích gen thì và làm về mô học ấy, thì người ta thấy là những cái ung thư đại trực tràng thì 80% là ung thư biểu mô tuyến. Thế còn 10 đến 20 là dạng u nhầy. Đấy, thì nó có chủ yếu là ung thư biểu mô. Đấy, còn thì có một rất là ít là ung thư là gọi là không phải biểu mô, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ là đa số của chúng ta là những bệnh nhân của chúng ta là ung thư biểu mô tuyến, và những cái sự xâm lấn này thì nó có thể theo chiều sâu thành đại tràng, sau đó nó lan ra các hạch, và nó hạch ở hạch bạch huyết ở quanh đấy, và nó lan ra tới các cơ quan lân cận, và đại tràng thì thường nó hay di căn đến gan, và phân độ thì người ta hay phân độ theo WHO hoặc là những cái hiệp hội ung thư của Mỹ. Thế nhưng mà của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất chúng ta cần nhớ là ung thư của chúng ta, của bệnh nhân của chúng ta là ung thư 80% là ung thư biểu mô tuyến, và là sau khi nó theo cái thành đại tràng nó ra cái hạch bên ngoài và nó di căn các cơ quan, và cơ quan mà hay di căn nhất đấy là gan. Về cận lâm sàng thì khi chúng ta phân tích gen của bệnh nhân thì mức độ biệt hóa thì có thể là từ những cái dạng là ở biệt hóa tốt này, biệt hóa trung bình này, biệt hóa kém này, và không biệt hóa, và xét nghiệm gen thì cái này nó ở mức độ là gọi là chuyên môn sâu về ung thư rồi, để chúng ta sẽ hiểu là có những cái mức độ khác nhau, và của bệnh nhân của chúng ta là những cái chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến, để chúng ta trong trên lâm sàng để chúng ta có thể định hướng và chọn lựa chọn cái thuốc hoặc là cái cách điều trị cho nó phù hợp. Để khi chúng ta chẩn đoán xác định bệnh nhân ung thư đại tràng thì chúng ta dựa vào gì? Thứ nhất là chúng ta dựa vào lâm sàng. Thứ hai là chúng ta phát hiện tổn thương qua nội soi, cái này là chúng ta mà thường là chúng ta hay 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 tiến hành nhất cho bệnh nhân của chúng ta. Thế thì khi chúng ta nội soi chúng ta có thể thấy cái tổn thương loét sùi, có thể thấy tổn thương gọi là u, hoặc là cái như hình thâm nhiễm. Thế thế và những hình ảnh học thì chúng ta phải sử dụng vào siêu âm, CT, MRI, hoặc thậm chí là những cái là những cái về phóng xạ, y học phóng xạ như là SPECT hoặc là PET CT,
để chúng ta đánh giá giai đoạn là thứ nhất là bệnh nhân này đã di căn đến đã chưa và đã di căn đến đâu. Cái PET CT này thật sự là rất hữu ích. Đấy, hoặc là chúng tôi sẽ hay dùng SPECT hoặc là chúng tôi dùng xạ hình xương. Đấy, thì đấy với những cái tùy theo cái mà chúng ta gọi là có điều kiện đến đâu để chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân. Thế và khi mô bệnh học thì lúc nào mô bệnh học nó cũng là tiêu chuẩn vàng rồi. Chúng ta mà sinh thiết, chúng ta mà ấy chúng ta thấy tế bào ung thư rồi chúng ta lại làm nhuộm soi để rồi thì chúng ta lại còn biết được nó là típ gì hoặc là loại ung thư biểu mô gì hay cái gì đấy, thì thường những cái đấy quyết định cho cái chuyện mà chúng ta chẩn đoán và chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Thế thì cái mà chẩn đoán biến chứng thì cái tắc ruột là cái rất là phổ biến. Thế vậy thì bệnh nhân ung thư sau đó là nó làm cái khối đấy hoặc là nó làm tắc lại hoặc là những cái mà là các bạn thấy hay ở đại tràng trái ấy, là nó co thắt lại, nó cứng thâm nhiễm lại nên nó gây dẫn tình trạng tắc, và cái này là cái mà phổ biến. Cái loại thứ hai là u viêm phúc mạc, khi do nó thủng cái đại tràng ấy, bởi vì là cái khối tổn thương ấy, nó ăn qua cái tổ chức cái thành đại tràng và nó làm gây thủng, thì chúng tôi thì nghĩa là cái này chúng ta cũng có thể gặp được ở đến 2 đến 7%. Thậm chí trên lâm sàng các bạn sẽ thấy là không phải nó thủng một chỗ đâu, nó thủng và nó không phải là thủng vào trong bụng mà thủng ra thành ruột ấy. Thế nhiều khi có những cái bệnh nhân có mấy cái ổ liền ở trong 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 ổ bụng ấy, trên thành bụng ấy, nó cứ rỉ mủ hoặc là rỉ nước vàng hoặc rỉ phân hoặc tất cả các thứ là từ những cái chỗ đại tràng này ra, nhìn rất là thương, rất là nhìn mà mình rất là bất lực nhiều khi những cái ấy. Nhưng tất nhiên những cái đấy thì tôi hay gặp từ ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì thường là người ta những cái phương pháp điều trị các thứ nó cũng rất là tốt đấy, và người ta những cái này thì người ta cũng phẫu thuật, những cái tắc ruột thì người ta vẫn phẫu thuật để giải phóng cho bệnh nhân, từ làm hậu môn nhân tạo. Nếu như cái khối cái đầu ấy, nó ngắn quá thì phải làm hậu môn nhân tạo, chứ còn thì bây giờ nhiều khi những cái nào có thể có điều kiện người ta còn làm một thì luôn, người ta nối luôn đấy. Và có những cái lỗ giò hoặc thậm chí là những tình trạng là xuất huyết tiêu hóa đấy, thế nhưng mà tắc ruột thì vẫn là cái mà phổ biến nhất. Những chẩn đoán phân biệt như các bạn vừa nghe thì những cái chữa bệnh mà lết tại trực tràng chảy máu nó đây nó là nguy cơ ung thư, nhưng mà những cái này thì nhiều khi nó vẫn không phải thực sự là ung thư, hoặc bệnh viêm trực tràng chảy máu, những cái lao hoặc là những cái tổn thương xâm lấn tại trực tràng hoặc những cái khối u lành của đại tràng. Thế thì đấy là ung thư hoặc ống hậu môn, thì các bạn sẽ thấy là một số những chẩn đoán phân biệt từ lao, từ nhiễm trùng, từ những cái ung thư khác hoặc những cái khối u khác. Thế thì cái đấy thì chủ yếu là bằng sinh thiết thôi đấy, hoặc là chúng ta làm giải phẫu bệnh thôi, những cái chụp chiếu, chứ còn thì thực sự là về lâm sàng thì nhiều khi nó cũng không không, không dễ để chúng ta phân biệt. Đấy, chẩn đoán về giai đoạn thì chẩn đoán giai đoạn thì cũng là chẩn đoán theo gọi là TNM. Thì thứ nhất là những cái khối, cái này không phải là riêng với ung thư đại trực tràng mà với tất cả các loại ung thư, thì cái khối u là người ta xếp là ung thư nguyên phát hay không là T, từ là không không có bằng chứng về nguyên phát cho đến T0, T1, T2, T3, T4. Thì ví dụ là từ những cái T0 là không bằng chứng. Đấy, còn cái ví dụ như là khối đã xâm lấn này, đã xâm lấn lớp cơ này, rồi thậm chí đến giai đoạn 4 là xâm lấn qua thanh mạc và thủng phúc mạc. Thì tùy theo cái này người ta gọi là khối u nguyên phát, nghĩa là tại u. Nó thứ nhất là ung thư tại chỗ và nó đã làm tổn thương chưa và tổn thương đã thủng cái ruột chưa. Đấy đấy là cái thứ nhất là cái chữ T. Đấy, tumor nghĩa là tại chỗ. Cái thứ hai là đã xâm gọi là lan tới các hạch ở vùng tại chỗ chưa, từ là không di căn hạch vùng cho đến di căn vài cái và đến cái cuối là di căn mà gọi là đến N2 là di căn nhiều hơn rồi, nhiều hạch rồi. Thế để người ta sẽ xác định. Thế khi người ta nói những cái bệnh nhân mà ví dụ như là đây tôi lấy ví dụ đến cái giai đoạn 3 là cái kia là di căn hạch. Đấy, rồi di căn xa là M1 là không di căn xa, 2 là M1 đã là di căn xa rồi. Thế di căn được hai cơ quan là MB. Thế thì ví dụ như là người ta nói là ví dụ bệnh nhân này M1 cái là mình sẽ hiểu là bệnh nhân này đã ung thư đại tràng và đã di căn xa rồi, thì thậm chí là người ta chỉ nói là ung thư đại tràng M1 là mình đã hiểu câu chuyện là nó đã di căn và đã di căn xa. Đấy, thế để các bạn sẽ phải thấy là cái cách khi mà người ta giải thích hoặc là khi mà đi buồng, các thầy đi buồng mình người ta chỉ nói như vậy thôi, thì trong đầu mình phải hiểu luôn là câu chuyện là bệnh nhân bị ung thư đã di căn.
Đấy, thế thì để cho khi mà chúng ta nó có một cái gọi là cái độ chuyên môn nó sâu ở phía đằng sau. Cái điều trị thì sẽ phải thấy là nó có khá nhiều cái để điều trị, từ như là phẫu thuật là phù hợp với là cái mức độ bệnh nhân, cái thứ hai là dùng hóa chất, cái gọi là tế bào đích ấy. Đấy, thế và để phải thấy và xạ, thế thì nó có những cái đấy thì nó phải tùy theo cái thể của bệnh nhân của chúng ta. Đấy, thế nhưng mà phẫu thuật thì cũng là ví dụ như ở những cái mà u mà nó còn rất là khu trú, nó rất sớm ấy, thì những cái phẫu thuật triệt căn nó vẫn là một cái mà gọi là được chỉ định sớm. Thế thì ví dụ sự triệt căn là gì, là người ta cắt bỏ cái u, thế và người ta cắt cái mỏm cắt là không còn mô u, và những cái trường hợp mà lấy toàn bộ những cái mô xung quanh và hạch máu liên quan trong đoạn 10 đến 15 cm, nghĩa là triệt căn, nghĩa là người ta lấy rộng ra. Đấy, và những cái polyp ung thư hóa đấy, hoặc là phẫu thuật ung thư thì phải phụ thuộc vào giai đoạn. Đấy, thì thường là những cái này tùy theo cái giai đoạn của bệnh nhân mà chúng ta có những chỉ định phẫu thuật cho nó phù hợp. Thế sau đã xạ thì xạ trị thì ít đặt ra với ung thư đại tràng. Tất nhiên là người ta phải xạ làm cho giảm tái phát những cái ung thư đại tràng tại chỗ. Thậm chí có những cái mà khi mà nó to quá người ta chưa mổ được, thì cái xạ trị này nó không thể thay thế cái chuyện phẫu thuật được, nhưng người ta xạ để cho nó ở mức độ nó ổn định, để nó đỡ hơn, thì sau đó người ta mới mổ, để người ta khi người ta xạ trước mổ thì nó tăng cái khả năng để cắt cái khối u hoặc khối bỏ khối u. Một số trường hợp mà tổn thương di căn xa thì người ta xạ để triệu chứng ví dụ như là di căn đến phổi, đến xương, đến não. Nhưng nói thật sự với các bạn là khi mà đã di căn đến xa như thế này thì cái tiên lượng nó cũng quá xấu rồi. Đấy, thế thì để người ta gọi là xạ trị những triệu chứng mà khi mà đã di căn đến những cơ quan này thì người ta gọi là điều trị hỗ trợ thôi. Còn thì điều trị toàn thân là hóa trị bổ trợ và hóa trị kết hợp với lại điều trị đích và hóa trị với lại tùy theo cái giai đoạn mà tái phát và di căn. Thế thì thậm chí có những trường hợp mà đã biến chứng, người ta chỉ xử trí biến chứng thôi, lúc ấy tắc ruột không mổ không được, mặc dù đã di căn rồi, bản thân người ta cũng không có nhu cầu để phải mổ nữa, nhưng mà vì nó biến chứng tắc ruột nên là hoặc là thủng ruột hoặc là viêm phúc mạc thì lúc đấy là phải mổ, nhiều khi là mổ là vì biến chứng. Thế thì điều trị những cái đấy là cái ung thư ở đại tràng, còn trực tràng thì cũng vậy, cũng tùy theo cái mức độ mà có thể là phải phẫu thuật đấy, hay là những cái ung thư mà xạ trị đấy, hoặc là xạ trị tiền phẫu đấy, trước khi mổ và xạ trị sau, và cũng điều trị hóa trị liệu cũng giống như là cái ung thư mà đại tràng, nghĩa là về trực tràng thì người ta tách ra. Các bạn có thể tham khảo ở trong cái phác đồ của Bộ Y tế mà người ta của năm 2000 năm cách đây một vài năm ấy, thì người ta thấy những cái này thật sự với các bạn là tôi chỉ tổng hợp lại các bạn là cái phẫu thuật nó vẫn là một trong phẫu thuật sớm, cũng là một cái mà gọi là rất là tốt, người ta có thể xạ trị để hỗ trợ phẫu thuật và người ta dùng gọi thuốc để điều trị đích hóa trị liệu. Thế thôi, chứ còn thì những cái mà về thực sự ấy, những cái phác đồ của nó dài mấy chục trang, rất phức tạp. Đấy, thì loại thuốc này này, giai đoạn này này thì các bạn sẽ tham khảo kỹ hơn ở trong cái phác đồ của Bộ Y tế, nhưng bởi vì là nó mấy chục trang mà toàn thuốc nọ với thuốc kia chúng ta cũng không thể nhớ được. Đấy, thì và lại là có những thuốc có Việt Nam, có những thuốc mà không có Việt Nam, ví dụ những thuốc thông thường người ta hay sử dụng phải là 5FU chẳng hạn. Thế đây đây là cái mà gọi là theo dõi và điều trị. Thế thì khi mà chúng ta phát hiện mà chúng ta phẫu thuật rồi, chúng ta xạ trị và chúng ta điều trị thuốc và hóa chất rồi, thì chúng ta phải theo dõi cái gì, những cái khám lâm sàng 3 đến 6 tháng một lần trong 2 năm đầu, và xong trong những năm tiếp theo là 6 tháng một lần xét nghiệm những cái CEA đấy, những cái marker ung thư cũng cho thường xuyên vào trong 2 năm đầu 3 đến 6 tháng một lần, CT bụng, CT ngực kiểm tra 3 đến 6 tháng một lần trong 2 năm đầu, để các bạn sẽ phải thấy là cái quá trình nó theo dõi nó rất là lâu công đấy, và rất là vất vả. Làm PET CT khi mà chúng ta nghi ngờ mà bệnh nhân của chúng ta là tái phát hoặc là di căn, hoặc là chúng ta thấy cái CEA nó tăng mà những cái chẩn đoán hình ảnh chúng ta không phát hiện được, nội soi không thấy, mà PET CT thì chúng ta phải khi mà chúng ta khám chúng ta nghi ngờ là tái phát, thấy nó cơ ung thư rồi tăng rồi, soi không thấy, chụp không thấy, thì nhiều khi chúng ta phải làm PET
đấy, PET-CT để chúng ta định hướng. Và trong những cái năm đầu thì trong năm đầu nếu như chưa thực hiện được thì chúng ta có thể ở những cái bệnh nhân mà do có tắc ruột thì chúng ta phải theo dõi sau đó cứ 3 đến 5 năm chúng ta phải soi một lần cho đến khi bệnh nhân 5 tuổi hay là 75 tuổi. Đấy, hay có nghĩa là các bạn sẽ thấy là thường mà với những cái bệnh nhân mà ung thư đại tràng này chúng ta phải có lịch trình thăm khám lâm sàng khoảng 3 đến 6 tháng chúng ta thăm khám lâm sàng một lần. Và từ những cái lần thăm khám đó chúng ta sẽ có những cái định hướng nghi ngờ thì chúng ta có thể chỉ định những cái thăm khám về nội soi hoặc là PET-CT. Đấy, thì còn đấy là cái mà chúng ta những cái nội soi mà đại tràng tràng sau một năm nếu như là chúng ta gọi là u mà nó lại tiến triển thì chúng ta hàng năm là chúng ta phải soi để kiểm tra lại, và nếu như không tiến triển thì sau đấy cứ lặp lại sau 3 năm một lần và sau đó thì 5 năm một lần. Nhưng để các bạn sẽ phải thấy là cái chỉ định soi hay là chỉ định chụp chiếu nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái lâm sàng mà chúng ta theo dõi bệnh nhân khi chúng ta khám, chúng ta định hướng. Thế còn tiên lượng thì các bạn sẽ phải thấy là cái bệnh ung thư đại trực tràng nó là cái tiên lượng khá tốt, nó khỏi bệnh sau 5 năm đến 40 đến 60% so với ung thư như thế đã là tiên lượng đã là khá tốt rồi. Để so với những cái ung thư đường tiêu hóa thì ung thư đại tràng nó có tiên lượng tốt hơn, và những cái này là được ưu tiên để chữa khỏi. Có khá nhiều những bệnh nhân mà chúng ta thấy là sống trên 5 năm đến đến khoảng một nửa số bệnh nhân, và nhiều bệnh nhân có thể sống được dài hơn nữa. Thế và tiên lượng thì phụ thuộc vào cái giai đoạn bệnh. Ví dụ như là sống mà trên 5 năm thì ví dụ giai đoạn 1 thì trên 90% bệnh nhân là 5 năm. Còn nếu giai đoạn 2 thì lúc đó là còn khoảng 60 trên 60 thôi. Giai đoạn 3 thì nó chỉ còn trên 30% một chút. Đấy, còn nếu giai đoạn 4 thì thường là lúc đấy nó cũng xấu rồi. Đấy, thì một số những yếu tố khác mà ảnh hưởng đến tiên lượng thì nó tùy theo thể giải phẫu, tùy theo mức độ mô bệnh học và tùy theo cái bệnh nền của bệnh nhân, hoặc là cơ địa hoặc sức chịu đựng của bệnh nhân, hoặc là những cái đáp ứng với lại thuốc với điều trị. Đấy, thế thì đấy là cái bài về ung thư đại tràng. Nó là một cái gọi là cái nhìn khái quát cho các bạn để chúng ta khi mà chúng ta khám để chúng ta định hướng thôi, và chúng ta biết là khi ung thư đại tràng nó là một cái ung thư mà tiên lượng nó khá tốt để cho chúng ta khi chúng ta trên lâm sàng chúng ta có thể tiên lượng, chúng ta có thể động viên và chúng ta có biết cái định hướng để chúng ta xử lý và giúp đỡ cho bệnh nhân. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Ok, các bạn mà không có câu hỏi gì thì chúng ta nghỉ 2-3 phút thì tôi chia sẻ luôn cái bài hôm nay. Có học được không đây?